Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay đối với cây bơ bút năm 2023 thì mình đang có mặt tại vườn của anh Hóa thuộc khu vực là xã Cư Mờ Nga, huyện Cư Mờ Nga, tỉnh Đắk Lắk. Thì vườn bơ thì hôm trước mình cũng hướng dẫn anh về công tác mà làm cành, thì hôm nay mình sẽ quay cho bà con xem về cái cách làm cành thông thoáng và cái thời gian đang ra hoa phân tầng thì cây có khỏe và hoa có khỏe hay không, và cần bổ sung và phun những gì cho cây chúng ta đạt được tỷ lệ đậu hoa cao. Như trên clip á, mình quay con xem á, thì hoa đã phân tầng hầu như là cực đại rồi, chuẩn bị xả nhị. Thì lúc này dàn lá của cây vẫn còn xanh tươi, chưa hiện tượng gọi là rụng lá hay là thay lá. Và kèm theo đó là cây này hiện trạng cũng đã được tưới nước, khi mà nhú mắt cua đã tưới nước rồi. Và phun thuốc thì mình cũng hướng dẫn cho anh là phun dưỡng hoa, dai cuống hoa cũng được 2 lần. Thì trong giai đoạn này á, gần nở thì mình khuyến cáo bà con nên phun và điều tiết cho mình thêm 1 lần nữa, giúp cho cái hoa chúng ta dai. Vì trong giai đoạn này hầu như là một số khu vực gió rất là mạnh, nếu mà bà con chúng ta không điều tiết, không phun canxi bo hay là dưỡng hoa và cúng hoa á, thì dẫn đến tình trạng là hoa chúng ta gió lớn hay thì ra tình trạng qua quẹt, thì hoa yếu nữa, thì dẫn đến tình trạng là trùng hoa rất là nhanh. Nên qua đó toàn bộ cái vườn này mình quay con rất chi tiết á, kiểm tra hoa thì cũng còn hơi ốm, không có mập, nên lá còn nhiều, nên mình khuyến cáo con nên bổ sung dinh dưỡng, phun vào lá, trực tiếp vào lá và 2 mặt hoa. Thì cái việc phun thuốc thì nhiều bà con thắc mắc là cần phun thuốc gì. Thì bà con phải điều tiết những cái chế phẩm sinh học thì cây chúng ta mới hiệu quả được. Để số thì con ta hay phun hóa học vào trong giai đoạn này á, thì hiện trạng là hay bị teo hoa. Và cái việc muốn cho cây chúng ta đậu cao thì bà con phải xử lý cho mình, cái đầu tiên là nấm bệnh, cái thứ hai là côn trùng chích thuốc. Hai cái đó hai cũng đều quan trọng nhất. Còn cái điều tiết dưỡng hoa và cúng hoa thì hầu như ở clip nào mình cũng hướng dẫn cho bà con. Về nước tưới thì mình cũng hướng dẫn cho anh là tưới giữ ẩm rồi. Thì trong giai đoạn gần nở hoa, nếu bà con cảm thấy đọt đi mạnh, bà con ngưng nước lại. Và sau khi hình thành đậu trái non, hạt đậu xanh, bà con tiếp tục tưới nước cho mình. Tại sao phải tưới nước trong giai đoạn này? Thì trong giai đoạn này hầu như thời tiết cũng đang rất là khắc nghiệt, dao động từ 25 đến 33 độ hoặc 36 độ tùy khu vực, nên dẫn đến tình trạng là thiếu nước, khô ho, teo ho rất là nhanh. Đó là vấn đề mình chia sẻ cho con đối với 2023 này. Thì hiện tại hầu như tất cả các vườn bơ bút như mình đi xem và kiểm tra đang trong giai đoạn phân tầng đồng loạt, phân tầng cực đại đồng loạt, và nở hoa một số vườn đang nở lác đác rồi. Nên qua đó cái vấn đề mà kiểm tra vườn, thăm vườn có những hiện trạng là đen hoa, đen chuỗi hoa đồng loạt, bà con phải xem các yếu tố về thời tiết, cái thứ hai là độ ẩm. Nếu mà con không duy trì độ ẩm trong giai đoạn này thì dẫn đến cái tình trạng mà cái hoa chúng ta teo rất là đột ngột khi mà hình thành trái hạt đậu xanh rồi. Không giữ ẩm thì lúc này sẽ rụng trái rất là mạnh. Cái vấn đề trái hạt đậu xanh thì hầu như năm nào bà con cũng gặp phải khi đậu trái. Mà khi đậu phải thì hầu như nằm ở giai đoạn nhiệt độ rất là cao, nên dẫn đến tình trạng là teo cuống hoa rất là nhiều. Vườn bơ của anh Hóa này thì anh trồng sen cà phê, nhông cây cũng làm thông thoáng hết. Thì đa số mình cũng khuyến cáo bà con á, cái việc bơ bút đậu trái hầu như là đậu ở trên phần ngọn nhiều và phần đầu cành nhiều, vì trong tán rất ít là đậu. Cái thứ nhất là ở ngoài đầu cành á, đa số những cái phần mà nắng nhiều, tiếp xúc với ánh nắng nhiều á, thì luôn luôn xả nhị và đậu trái sớm so với cái việc ở trong thân và trong cành. Nên qua đó mình cũng luôn luôn hướng dẫn cho bà con á, cần phải làm cành mạnh đâu thì cây bơ chúng ta mới đạt được năng suất cao. Còn số vườn mà con để ôm tùm mà ít khi làm cành á, hầu như tỷ lệ đậu rất là thấp, và năm được năm mắc, và có năm thì không được trái nào, có năm thì đậu được một ít, cái đó là rất khó. Nên qua đó mình vừa đi quay kiểm tra thăm vườn cho con xem, vừa đưa ra những phương án để cho bà con chúng ta tham khảo và đối chiếu với vườn của bà con nông dân. Đối với những bà con nông dân đang còn hiện tại và trồng bơ bút, thật sự mình chia sẻ rất nhiều là hiện trạng bơ bút bà con cưa ghép cải tạo chuyển đổi qua 0,4 rất là nhiều. Vì thứ nhất là đối với những năm dịch thì giá thành rất là thấp, nên cái việc chăm sóc và cái lợi nhuận của cây bút hầu như là không có, nên bà con đã chuyển đổi qua 0,4 rất là nhiều. Nhưng đối với năm 2022 và 2023 vừa rồi thì giá bơ bút đã cao lên lại. Thì theo phương diện của mình thì cây bơ bút vẫn là cây tiềm năng,
Đó là theo quan niệm cá nhân của mình. Còn thị trường thì mỗi năm mỗi khác, mỗi thời điểm mỗi khác. Do đó bà con có thể lựa chọn và chăm sóc điều tiết cái cây bơ của chúng ta cho hợp lý hơn. Thì đây là toàn bộ cái vườn mình đi quay trồng sen cà phê. Quay rất là chi tiết cho con xem á. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi. Mình luôn cập nhật những video mới cho con xem.